cộng đồng đoán mò về danh tính Darkin tiếp theo. Có thể nói, một trong những chủng tộc được yêu thích nhất liên minh là Darkin. Các tướng tộc này đều vô cùng mạnh mẽ và sở hữu lượng fan đông đảo. Đặc điểm chung của các Darkin là đều vô cùng cuồng nộ và hắc hóa. Bên cạnh vẻ đẹp ma mị và cuốn hút, họ còn sở hữu sức mạnh vượt trội khiến đối thủ phải đau đầu mỗi khi đối mặt. Trong cốt truyện chính, sau trận đấu máu lửa diễn ra từ chiến tranh Darkin, chỉ còn vỏn vẹn 5 Darkin tồn tại trên thế giới, nhưng tất cả đều đã bị phong ấn. Đây được xem là 5 Darkin hùng mạnh nhất. Sau sự kiện đó, đã có 3 Darkin thức tỉnh và quay lại, đó cũng là 3 tướng Achok, Varus và Kain. 2 Darkin còn lại vẫn chưa lộ diện, khiến người chơi không ngừng tạo ra các cuộc tranh luận để đoán mò. Tuy nhiên mới đây, Riot đã chính thức công bố Darkin tiếp theo. Đây là tướng Darkin đầu tiên có giới tính nữ và xuất hiện với thân hình quái vật. Đó là Nafiri, sẽ lên sóng ở bản 13.14 sắp tới. Sau khi 4 Darkin dần lộ diện, cộng đồng không ngừng tranh luận và đoán mò về danh tính của gương mặt tiếp theo. 4 Darkin đã ra mắt, lần lượt đảm nhận vai trò top, mid, rừng, xạ thủ, nên vị tướng cuối cùng dự kiến sẽ là một hỗ trợ máu chiến. Vài người đưa ra đề xuất, rất có thể đó là Joran, một nhân vật được Achok rất mực tôn thờ và nhiều lần xuất hiện trong lời thoại của hắn. Ngược lại, một vài game thủ cho rằng đó là Solani, Darkin có sức mạnh phép thuật, hoặc Valiva, người từng được Varus nhắc tới. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng nếu chỉ còn thiếu tướng hỗ trợ thì không ai hợp lý hơn Horazi. Trong game thẻ bài, tướng này cũng được gắn mark support, do đó cô ấy phù hợp nhất. Những gương mặt Darkin trên đều hiện hữu trong game huyền thoại Runeterra của Riot. Rất có thể trong tương lai không xa, nhà phát hành sẽ đem họ vào đấu trường liên minh như một vị tướng chính thức.